là cơ sở đào tạo lái xe lâu năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đơn vị này đã thường xuyên nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo học viên, cùng với đó đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy lái xe nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ đào tạo. Năm nay thì chúng tôi là đã đầu tư thêm cabin điện tử này, thêm các thiết bị đào tạo lái xe này và bổ sung thêm một số giáo viên và đã cho tập huấn một lớp giáo viên mới của Sở Giao thông Vận tải là đảm bảo để cái chất lượng nó được nâng lên. Thứ hai là chúng tôi cũng đầu tư sang sửa cái sân, gia cố thêm sân, cải tạo lại một số cái phòng học, đấy, mua sắm thêm phòng máy tính. Còn đối với các cơ sở sát hạch lái xe, do lượng học viên còn tồn lại từ cuối năm 2023 chưa được thi sát hạch khá nhiều, nên ngay sau Tết Nguyên đán, công tác bảo trì, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ thi sát hạch đã rất được chú trọng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về các trang thiết bị sân thi, này, xe này, và thiết bị cảm ứng, cảm biến để làm sao phục vụ tốt cái kỳ thi của các trường. Công tác chuẩn bị và tổ chức ở đây thì rất tốt ạ, để em có thể hoàn thành tốt khóa thi của mình. Để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo và cấp bằng lái xe cho người dân, ngay sau khi lựa chọn và ký hợp đồng với các trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông Vận tải đã lên kế hoạch cụ thể cho công tác này trong năm và tích cực tổ chức các đợt thi sát hạch cấp bằng lái xe ô tô và mô tô ngay trong tháng 4. Dự kiến trong tháng 5 thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều kỳ sát hạch hơn nữa để đáp ứng cái nhu cầu của người học. Đặc biệt trong tháng 5 thì Sở Giao thông Vận tải đã ký hợp đồng hợp tác với lại các cái đơn vị để triển khai cái thu phí sát hạch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là đối với công tác đào tạo sát hạch của Sở Giao thông Vận tải. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở đào tạo lái xe và 12 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Nhằm siết chặt việc thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các camera giám sát toàn bộ quá trình sát hạch, chấm điểm trên hệ thống phần mềm tự động của Tổng cục Đường bộ, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.